ngay tại thành phố Hồ Chí Minh, có một phiên chợ rất độc đáo và mỗi năm chỉ họp duy nhất một lần vào dịp Tết. Đó chính là phiên chợ lá, thu hút rất đông người dân đến mua bánh để gói bánh chưng, bánh tét. Cứ vào ngày 20 đến 30 tháng Chạp hàng năm, tại khu chợ lá bên đường Cách Mạng tháng 8, Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, không khí mua bán trở nên rất nhộn nhịp. Nơi đây được biết đến là điểm cung cấp bán lá dong, lá chuối là lớn nhất ở Sài Gòn cho người dân gói bánh chưng, bánh tét trong dịp Tết. Hàng chục năm qua, cứ vào dịp Tết, người dân và các tiểu thương tập kết lá trên vỉa hè của hai đoạn đường Cách Mạng tháng 8, Phạm Văn Hai, hình thành nên phiên chợ lá. Mỗi năm chợ chỉ họp đúng một lần vào dịp Tết Nguyên Đán, không băng rôn bảng hiệu nhưng vẫn được nhiều người dân Sài Gòn biết đến như một điểm hẹn ngày xuân. Nguồn lá dong chủ yếu được đưa về từ Đồng Nai, Lâm Đồng. Ngoài lá dong, chợ còn bán các loại dây lạt buộc, khuôn gỗ làm bánh chưng và cả lá chuối để gói bánh tét. Không chỉ là nơi để mua bán, chợ lá dong còn là nơi lưu giữ truyền thống ngày Tết của người Việt, lưu truyền nếp sinh hoạt của gia đình. Chợ đã trở thành một trong những phần ký ức của cộng đồng người dân miền Bắc chuyển vào Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh sinh sống từ thế kỷ 20.